là chú rể và cô dâu rất là tuyệt vời ngày hôm nay, đúng không anh Lợi? Cảm ơn quý vị cho một tràng pháo tay. Và tiếp tới tôi sẽ xin có đôi lời về chú rể. Chú rể tên là Long, sinh trưởng ở Seattle, Washington State. Và chú rể đến khi gặp cô dâu thì chú rể chuyển ở qua San Diego. Và chú rể đã từng phục vụ trong quân đội. Nhờ điều đó mà chú rể là một người rất là tháo vát và là một người có nhiều cái khả năng. Chú rể xứng đáng là một người really family man, là một người ông thật sự. Gia đình chúng tôi rất là thương chú rể. Và ngoài ra chú rể còn ngoài ra chú rể còn là huấn luyện viên gym của tôi. Nhờ chú rể mà tôi có thân hình hot boy. Và chú rể cũng là cái dictionary, cái từ điển của tôi nữa. Mỗi khi mà tôi biết tiếng Anh là tôi hỏi chú rể. Còn đến cô dâu là cô con gái độc nhất của chúng tôi.